thấy cái đường đi mà nó đã khô rồi, nó không còn ẩm ướt nữa và không thấy con nào thò ra thì chứng tỏ là tổ mối. Chào các bác, hôm nay em sẽ chia sẻ một vấn đề mà có rất nhiều các bác trong các gia đình quan tâm sau khi đã diệt mối. Vậy thì làm thế nào để biết được rằng nhà mình đã diệt mối thành công? Và làm thế nào để biết được rằng là nhà mình đã hết mối thật sự? Bật mí với các bác, trong ngành này việc khó nhất không phải là việc diệt mối tận gốc mà chính là đảm bảo để mối nó không quay trở lại. Hiện nay có rất nhiều các loài mối đã từng bị nhờn thuốc và kháng thuốc bởi vì trong quá trình xử lý diệt mối chúng ta đã không xử lý triệt để và giống như là chúng ta đang sử dụng thuốc kháng sinh, sử dụng bừa bãi, sử dụng không đúng liều, sử dụng không đúng cách làm cho bị kháng thuốc. Và mối cũng vậy, sau khi diệt mối xong mà chúng ta không biết cách để kiểm tra thì chúng ta cũng không thể biết được rằng nhà mình còn mối hay không. Khi diệt mối thì điều mà chúng ta thường lo nhất là liệu có bỏ sót tổ mối nào không, có đúng không hả các bác? Bước đầu tiên để kiểm tra là chúng ta hãy quan sát thật kỹ những cái khu vực mà mối từng tấn công. Các bác hãy xem xét thật kỹ ở các cái khu vực mà mối tấn công, ví dụ như là những cái khu vực ở trong tường mà đường đi, ở sàn gỗ hay ở các góc khuất. Sau khi xử lý xong thì chúng ta sẽ kiểm tra lại tất cả các đường đi của mối và chúng ta sẽ cậy nó ra. Nếu mà không còn dấu hiệu của mối, thấy cái đường đi mà nó đã khô rồi, nó không còn ẩm ướt nữa và không thấy con nào thò ra thì chứng tỏ là tổ mối đã bị tiêu diệt rồi. Hãy cùng chúng ta tưởng tượng khung cảnh lần theo dấu vết của mối một chút nha. Đây, ở trên tay em là cái chiếc đèn pin. Chúng ta sẽ phải cầm đèn pin để soi thì mới nhìn thấy rõ được. Chúng ta phải đi chậm rãi dọc theo chân tường gỗ, nhìn thật kỹ từng mạch gỗ có dấu hiệu bất thường hay không. Chúng ta cần phải đặt tay lên gõ nhẹ xem là để có phần nào bị rỗng hay yếu đi không. Và sau khi gõ xong thì có nghe thấy tiếng rào rào của mối hay không. Nếu mà mối nó vẫn còn thì nó sẽ ở trong đó, nó sẽ bò ngay ra lập tức. Đặc biệt là ở trong cái phần mà rỗng thì các bác có thể chọc các cái tông lô vít chọc vào và sau đó chúng ta nhìn thấy con mối nó ở bên trong. Nếu có thì nó sẽ thò ngay ra, chứng tỏ là mối vẫn còn. Còn nếu mà không thì ở bên trong nó đã khô và mối nó sẽ không còn, chứng tỏ là mối đã được tiêu diệt hoàn toàn. Ở bên dưới các gầm tủ quần áo chúng ta cũng phải kiểm tra thật kỹ, đặc biệt là các cái kệ sách là có rất nhiều các tài sản, tài liệu quý giá thì chúng ta cũng cần phải kiểm tra thật kỹ càng. Nhưng ngoài việc kiểm tra bằng mắt thường thì các bác cũng nên chú ý đến các dấu hiệu khác nữa. Ví dụ như là mối thường để lại cánh rụng sau khi một sinh sản, đặc biệt là mỗi một mùa mà mối cánh nó bay ra thì các bác để ý nếu ở bên ngoài nó bay vào thì nó không có vấn đề gì, nhưng nếu mà ở trong nó bay ra thì chứng tỏ trong nhà mình có mối nha. Đây là một cái dấu hiệu nhìn rõ nhất trong các mùa mối phân đàn. Nhưng nếu mà các bác vẫn còn một chút lo lắng mà muốn yên tâm tuyệt đối thì không có gì tốt hơn việc gọi cho một đội ngũ chuyên gia, một công ty chuyên nghiệp đến để kiểm tra lần cuối. Và bên em là công ty diệt mối Quốc Phong sẽ hỗ trợ giúp cho các bác kiểm tra miễn phí. Với kinh nghiệm khoảng 26 năm rồi thì bên em sẽ không chỉ giúp các bác diệt mối tận gốc mà còn có quy trình kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo không còn một con mối nào trốn thoát. Cái quan trọng nhất là diệt mối nhưng vẫn còn phải đảm bảo để bảo vệ đồ gỗ cho nhà các bác mới là điều quan trọng. Bởi vì chúng ta không thể tin hoàn toàn tuyệt đối rằng là mối nhà mình đã hết. Vì vậy cho nên là cái quy trình kiểm tra và phòng chống mối hàng năm nó cực kỳ quan trọng. Nếu các bác có vấn đề gì về mối thì hãy liên hệ với diệt mối Quốc Phong. Bên em sẽ tư vấn cho các bác và sẽ có được một cái quy trình ngặt nghèo kiểm tra cho các bác từng ngóc ngách để các bác không còn phải lo lắng và tự tin, yên tâm sử dụng tất cả các loại gỗ từ gỗ tự nhiên đến gỗ công nghiệp mà không phải lo lắng về mối. Hãy gọi ngay cho diệt mối Quốc Phong để được tư vấn miễn phí. Hãy gọi ngay cho diệt mối Quốc Phong để được tư vấn, các bác yên tâm không còn phải lo lắng gì cả. Các bác thấy video này là hữu ích thì xin bấm like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.